Chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong phần Điểm Tin sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Trận đấu Việt Nam, huấn luyện viên Indonesia đã có nguy cơ bị sa thải. Siêu Cò tiết lộ sốc Vũ Văn Thanh suýt sang châu Âu thi đấu. Ba lợi thế của tuyển Việt Nam được thi đấu ở Singapore tại AFF Cup 2021. Mời các bạn cùng đón nghe. Chưa đấu Việt Nam, ông Shin Tae-yong đã nhận tối hậu thư. Các bạn thân mến, tương lai của huấn luyện viên ở tuyển Indonesia là ông Shin Tae-yong, đồng hương với huấn luyện viên Park Seo, hoàn toàn có thể được quyết định ngay trong hai trận đấu quan trọng vào tháng 10. Sau lễ bốc thăm AFF Cup 2021 diễn ra mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã đặt nhiệm vụ cho thầy trò ông Shin Tae-yong là đưa tuyển Indonesia lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Nhưng trước đó thì Indonesia vẫn còn một nhiệm vụ cấp bách khác, đó là giành chiến thắng trong trận play-off ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Mới đây, tờ Bola của Indonesia loan báo số phận ông Shin Tae-yong đang bị đe dọa nghiêm trọng trong trận đấu giữa Indonesia và Đài Loan tại vòng play-off vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Bài báo này đã đưa ra quan điểm để nói lên tầm quan trọng của trận đấu này. Nếu như không thể thắng đối thủ Đài Loan, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị sa thải ngay trong tháng 10. Số phận của ông Shin Tae-yong sẽ bị đe dọa trong tương lai gần. Huấn luyện viên Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị sa thải nếu ông ta không dẫn dắt được đội tuyển đi đến vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Cũng theo tờ Bola thì chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI là ông Muhammad Irawan đã tuyên bố rằng là ông Shin Tae-yong sẽ phải sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu không thể giúp đội nhà đánh bại tuyển Đài Loan. Tôi hỏi ông Shin Tae-yong, ông ấy đã hứa rằng đội tuyển Indonesia phải giành chiến thắng. Nếu không thể giúp đội bóng thắng lợi, ông Shin Tae-yong sẽ phải thực hiện một lời hứa cá nhân, ông Irawan thổ lộ. Tờ Bola Sport cho biết tiếp, ông ấy sẵn sàng bị phê bình, ông Shin Tae-yong đã nói như vậy với chúng tôi. Tôi đã yêu cầu ông Shin Tae-yong phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu đội tuyển Indonesia không thể đạt được kết quả tốt. Ông Shin Tae-yong sẵn sàng bị phê bình nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Còn phê bình như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tuyển Indonesia sẽ đối đầu với Đài Loan trong hai lượt trận vào các ngày 7 và 11 tháng 10 năm 2021 tại Buriram, Thái Lan để tranh vé vượt vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Siêu Cò V-League tiết lộ Vũ Văn Thanh suýt sang châu Âu thi đấu. Các bạn thân mến, chia sẻ về thương vụ đưa Vũ Văn Thanh tới Serbia thi đấu năm 2017, nhà quản lý môi giới bóng đá Kamesek cho biết Hoàng Anh Gia Lai đã kiên quyết từ chối thương vụ này, dù câu lạc bộ Vojvodina đảm bảo suất đá chính cho hậu vệ này. Còn nhớ là năm 2017, hậu vệ Vũ Văn Thanh của Hoàng Anh Gia Lai từng được câu lạc bộ của Serbia là Vojvodina mời sang thi đấu. Thương vụ này tốn khá nhiều danh mục của báo giới, nhưng đội bóng phố núi cuối cùng đã quyết định là giữ lại trụ cột của mình. Chia sẻ thêm về thương vụ này, mới đây nhà quản lý môi giới bóng đá Kamesek đã cho biết Văn Thanh được đảm bảo suất đá chính tại Serbia, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã nhất quyết từ chối. Năm 2017, tôi đã chuẩn bị cả visa và vé máy bay để đưa Văn Thanh sang Serbia rồi. Và tôi nhấn mạnh rằng nếu năm đó Văn Thanh sang Serbia thì chắc chắn 100% sẽ đá chính ở giải vô địch quốc gia nước này, chứ không phải là câu chuyện như khi Công Phượng sang Bỉ hay Văn Hậu sang Hà Lan. Đây đều là những nền bóng đá lớn, còn Serbia chỉ ở mức trung bình thôi. Ở tuổi 21 thì Văn Thanh là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam có nền tảng phù hợp với bóng đá châu Âu, có thể đá được ở Trung Âu, nền bóng đá không quá ưa thể lực. Tất nhiên là các cầu thủ ở giải đấu đó vẫn rất khỏe và Văn Thanh chỉ mức phù hợp. Thế nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn không gật đầu. Nếu hỏi rằng Văn Thanh có bỏ lỡ điều gì hay không khi không sang Serbia thì câu trả lời là không. Đó là quyết định cá nhân. Khi ở lại Việt Nam, cầu thủ có tiền, có danh tiếng, cuộc sống tốt và ở trong vùng an toàn. Nhưng Việt Nam là một nền bóng đá cục bộ không cởi mở, trong khi quy luật phát triển là không thể phát triển một mình được. Thế nên cầu thủ ở Việt Nam khi đến mốc 23-24 tuổi là bắt đầu đạt đến giới hạn của năng lực rồi, chỉ đá cho các câu lạc bộ ở trong nước, chứ không bao giờ đi lên được nữa. Cuộc đời lúc đó sẽ đi một chặng đường bằng phẳng rồi dần đi xuống, ông Kamesek kết luận. Khi được hỏi về thương vụ ngôi sao Quang Hải, đây không phải là trường hợp quá muộn để một ngôi sao xuất ngoại hay không? Siêu Cò Kamesek thừa nhận tài năng của tiền vệ Hà Nội. Ở Hà Nội FC, Quang Hải cùng với Văn Quyết và Thành Lương là những nhân tố đặc biệt. Nhưng có một điều quan trọng là các phương tiện truyền thông đại chúng từ lãnh đạo VFF cho đến các câu lạc bộ đều có nói đến mục đích của Việt Nam là sẽ tham dự World Cup. Nhưng nếu cầu thủ cứ đá ở V-League thì không đi World Cup được.
Hãy nhìn sang Ả Rập Xê Út, Qatar, Nhật Bản rồi Hàn Quốc. Họ đưa cầu thủ sang châu Âu từ cách đây 30 năm rồi và tạo ra làn sóng và tìm mọi cách để đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Úc là một quốc gia không quá hâm mộ bóng đá. Họ cũng không thể giữ hết các cầu thủ hay ở lại giải vô địch quốc gia và trả mức lương cao được. Họ phải cho các cầu thủ đi và có đi thì mới phát triển được. Thời gian gần đây thì Hoàng Đức là cái tên nổi lên trên thị trường chuyển nhượng khi nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng đến từ Thái Lan, Hàn Quốc. Tuy nhiên thì câu lạc bộ chủ quản Viettel của tiền vệ này đã từ chối và quyết giữ lại anh thay vì xuất ngoại. Chia sẻ về điều này, Kamesek cho rằng là việc Hoàng Đức không đi sẽ là điều đáng tiếc cho cá nhân của cậu ấy và cả nền bóng đá. Còn với trường hợp Quang Hải, tiền vệ này sẽ ở lại Việt Nam cho đến hết sự nghiệp. Ở Việt Nam thì Quang Hải đã có tất cả, cuộc sống của cậu ấy là vô cùng thoải mái. Bầu Hiển hiện vẫn đang chi rất nhiều tiền nên không có lý do gì để cho cậu ấy đi cả. Ngay bản thân chúng ta nếu ở trong trường hợp của Quang Hải cũng chưa chắc muốn ra nước ngoài thi đấu. Nhưng nếu thật sự bóng đá Việt Nam muốn nói đến việc dự World Cup thì không thể nào chỉ có cầu thủ đá ở V-League. Vì đá ở V-League thì không thể đủ trình độ đi World Cup. Ba lợi thế cho tuyển Việt Nam khi AFF Cup 2021 được tổ chức tại Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn quân của huấn luyện viên Park Seo sẽ có những thuận lợi nhất định khi giải bóng đá Đông Nam Á sẽ được tổ chức tập trung tại Singapore vào cuối năm nay. Như đã biết thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đưa ra quyết định cuối cùng là Singapore sẽ là quốc gia đăng cai AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Điều này nhận được sự đồng thuận cao từ các nước thành viên, trong đó có cả Việt Nam. Các trận đấu được tổ chức trên 3 sân vận động tại đảo quốc Sư Tử. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đoàn quân của huấn luyện viên Park Seo sẽ có những thuận lợi cơ bản để bảo vệ ngôi vương trong thời gian tới. Thứ nhất là thi đấu tập trung. Trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam còn trải qua 4 trận đấu căng thẳng trước nhiều đối thủ mạnh tại vòng loại cuối cùng World Cup. Đoàn quân của thầy Park chắc chắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực ở các cuộc đọ sức này. Việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định thi đấu tập trung giúp cho đội tuyển của chúng ta hạn chế việc di chuyển, tiết kiệm được phần nào thể lực và giữ được trạng thái tốt trước từng đối thủ. Thi đấu tập trung tại một quốc gia cố định, tuyển Việt Nam thường thu về kết quả rất tốt. Bằng chứng là dưới thời thầy Park, những chiến binh sao vàng đã có vị trí Á quân U23 châu Á 2018, huy chương vàng SEA Games 30, hạng tư ASEAN 2018. Tại 3 trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup, chúng ta cũng chơi khá thành công. Yếu tố thuận lợi thứ hai là sân cỏ nhân tạo, có thể sẽ là điều lợi. Theo kế hoạch, Singapore sẽ tổ chức giải đấu tại 3 địa điểm khác nhau. Tuyển Việt Nam rất có thể sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở Jalan Besar với sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Chơi trên sân không phải là sở trường, nhưng tuyển Việt Nam không quá quan ngại vì các đối thủ cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Ngược lại thì đây có thể lại là một lợi thế bởi Tiến Linh hay Hà Đức Chinh vốn chơi rất hay trên mặt cỏ nhân tạo ở SEA Games 30 tại Philippines. Và cuối cùng đó là không phải chơi trên đất Thái Lan. Thái Lan từng cạnh tranh quyết liệt với Singapore và Campuchia cho việc trở thành quốc gia chủ nhà của AFF Cup. Tuy vậy thì đảo quốc Sư Tử đã giành chiến thắng sau cùng, điều này khiến cho voi chiến phần nào mất đi lợi thế. Người Thái đặt quyết tâm rất cao để đòi lại ngôi vương Đông Nam Á sau thành tích thất vọng dưới thời ông Akira Nishino. Việc giải vô địch Đông Nam Á năm nay không được tổ chức tại xứ sở Chùa Vàng đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo giảm bớt áp lực từ chính đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Với những lợi thế nhất định, người hâm mộ đang kỳ vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ bảo vệ thành công ngai vàng đã có được ở năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.